Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Minh Hải Nhà Đất Kiên Giang. Hôm nay Minh Hải sẽ giới thiệu cho cả nhà hai ngôi nhà vừa mới xây dựng xong ở hẻm Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cả nhà. Thì ngôi nhà này thì cách đầu đường Hai Bà Trưng tầm khoảng là 150m, cách chợ 30 tháng 4 tầm khoảng là 300m cả nhà. Lộ hiện hữu hiện tại là lộ hơn 4m cả nhà. Ở đây mình có hai căn nhà đang kêu bán nè. Nhà trệt với diện tích là ngang 5 dài 19, thổ cư chăm, có giấy xây dựng đầy đủ. Thì bây giờ hãy mời cả nhà cùng hãy vào bên trong của ngôi nhà ha. Thì ở trước mắt của chúng ta đây là một cái sân đậu xe. Thì sân đậu xe thì được bố trí cổng rào xung quanh, cổng tường, cửa là cửa sắt lùa. Đây cả nhà. Này là sắt cả nhà ha, này là sắt lùa. Màu gạch thì màu gạch da gỗ, màu gạch xám trắng ha cả nhà ha. Sân đậu xe của mình thì tầm khoảng là 2m2 cả nhà. Cửa của mình là cửa hai cánh. Ở phía bên đây thì có dạ gỗ, gạch dạ gỗ ốp lên trên này cả nhà. Mình có đèn chiếu sáng ở trước cửa nhà ha. Ở phía đây thì phòng khách, thì phòng khách của chúng ta thì tầm khoảng 4m cả nhà. Gạch là gạch 6 tấc, vân mây xanh ha. Ở đây chủ bố trí những cái ô chỉ viền vàng rất là đẹp cả nhà ơi. Đèn trần của chúng ta là đèn tròn, vòng tròn ha cả nhà. Có trần thạch cao với đèn led màu vàng ha. Cái lối đi vào của mình thì tầm khoảng là 1m2. Ở phía sau phòng khách thì đó chính là một cái phòng ngủ. Đây, phòng ngủ của chúng ta đây. Thì phòng ngủ của chúng ta đây thì nó tầm khoảng là hơn 9m2 cả nhà. Thì cũng được bố trí là đèn led trên trần ha. Rồi có sẵn dây để chúng ta gắn máy lạnh ở đây ha. Bây giờ hãy sẽ quay một vòng cái phòng của mình cho cả nhà cùng xem. Ở tiếp đến thì một phòng thứ hai cả nhà. Nhà này mình được hai phòng ngủ ha. Thì phòng thứ hai cũng có diện tích bằng với cái phòng thứ nhất, cũng có hệ thống điện đầy đủ cả nhà. Thì tiếp đến thì đó chính là không gian nhà bếp. Thì không gian nhà bếp của chúng ta đây cũng khá rộng cả nhà ha. Chủ bố trí tủ bếp trên màu trắng nè, và tủ bếp dưới thì màu xám cả nhà. Mặt đá dựng thì màu nâu xám. Mặt đá lót bếp đây thì đá là rất đen. Ở đây chủ chừa một cái khoảng này để gắn máy hút khói này cả nhà. Thì kế tiếp nữa thì có một cái nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh này khá rộng hơn cái nhà ha. Nhà vệ sinh của chúng ta đây thì ốp gạch ốp lên tới trần luôn. Và bên trong nữa thì có luôn một cái phòng tắm ở cái nhà ha.
Tông chủ đạo của nhà này là màu xám cả nhà. Rồi tiếp đến thì chúng ta còn có một mét sau, thì chủ một mét sau này thì chủ để có một cái nơi để chúng ta làm cá, làm rau này cả nhà. Ở đây thì mình chưa có gạo lại ha, thì cả nhà thì ví dụ như có mua cái nhà này thì thương lượng với chủ để làm cái hàng gạo lại cả nhà ha, để bảo bọc ngôi nhà của mình. Nhà này đi quê tối thì lên màu nhà rất là đẹp ha cả nhà ha. Hãy xin nhắc lại diện tích của ngôi nhà này. Thì nhà này diện tích là ngang 5 và dài 19, full thổ cư, có giấy phép xây dựng đầy đủ. Thì chủ đang kêu bán ngôi nhà này với giá là 1.6 tỷ đó nha, thương lượng giấy tờ ha. Có hỗ trợ ngân hàng cho cả nhà lên đến 1.1 tỷ luôn. Nhà này là hẻm Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Để biết thêm thông tin chi tiết về ngôi nhà này thì xin cả nhà vui lòng gọi qua số điện thoại là 0782333680 Minh Hải để trực tiếp đi xem nhà ha cả nhà. Một lần nữa Minh Hải xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải và hẹn gặp cả nhà ở video kế tiếp. Nhớ bấm đăng ký kênh và ủng hộ Minh Hải cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.